Xin chào các bậc phụ huynh, cô chào tất cả các con. Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành cùng với các con ở lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. Trước khi vào bài học, cô mời các con cùng đến với một số hình ảnh sau. Chúng mình vừa được xem những hình ảnh gì nào? Đó là hình ảnh các bạn đang học hoạt động tạo hình tại lớp đấy. Khi còn học ở trên lớp, cô và các con cũng có những giờ hoạt động tạo hình tuyệt vời như thế đúng không nào? Nhưng vì dịch bệnh, các con đang phải nghỉ ở nhà và cô Huệ sẽ nhờ bố mẹ của các con chuẩn bị đồ dùng để cho các con có thể tạo ra những bức tranh vô cùng đẹp với đôi bàn tay khéo léo của mình nhé! Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình sáng tạo ra những bức tranh từ màu nước. Và để tạo ra được những bức tranh này, nguyên liệu không thể thiếu đó là giấy A4, màu nước và một số đồ dùng khác nữa. Sau đây là một số gợi ý để các con có thể cùng thực hiện với cô nhé. Ở bức tranh đầu tiên, các con cần chuẩn bị như sau: bông tăm, đĩa giấy và màu nước. Chúng ta sẽ đổ màu vào đĩa, sau đó dùng bơm tăm chấm màu vào bức tranh đã chuẩn bị để tạo thành những tán lá nhé. Và đây là bức tranh cô vừa thực hiện xong cùng với màu nước đấy. Xin mời các con cùng đến với những gợi ý tiếp theo nhé. Đầu tiên, chúng mình cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau: một cây cần tây cắt lấy phần cuống, màu nước và một tờ giấy A4. Ta sử dụng phần cuống của cây cần tây nhúng vào màu nước và in vào giấy tạo thành hình những bông hoa. Sau đó, ta lấy bút lông để vẽ thân và lá cho những bông hoa này nhé. Tương tự với những gợi ý còn lại, cô đã sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong gia đình để sáng tạo ra những bức tranh cùng với màu nước đấy.
Vừa rồi, cô Huệ đã đưa ra một số gợi ý cho các con tham khảo về những bức tranh sáng tạo cùng với màu nước đấy. Chúng mình đã sẵn sàng để thực hiện ý tưởng của mình chưa? Cô chúc tất cả các con sẽ thực hiện tốt được ý tưởng của mình. Cô rất mong các con sẽ nhờ bố mẹ lưu lại những hình ảnh mà chúng mình cùng sáng tạo với màu nước và gửi về cho cô Huệ nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con!